Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếc phim anime. Nên hôm nay, các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go. Tồn tại trong mặt tối của xã hội, một tổ chức bí mật mang tên Liên minh Ác quỷ hoạt động ngày đêm nhằm chiếm lấy thế giới loài người. Một trong những người đứng đầu tổ chức ấy là ngài Tổng tư lệnh, người đàn ông với khả năng một mình cân cả đội lực lượng phòng vệ trái đất. Thế nhưng khi nhìn những hành động giản đơn của ngài ta trong những ngày nghỉ mà xem, Tổng tư lệnh chọn chụp ảnh gấu trúc để giải trí vì độ mềm mại của nó khiến anh ta sung sướng. Trong đầu anh giờ đây chỉ nghĩ về chuyện nhân giống gấu trúc hàng loạt sau khi nhân loại bị tiêu diệt. Với một cái mô tả như trên thì ấn tượng chủ đạo ban đầu của các bạn chắc hẳn là về sự thay đổi 180 độ của ngài tổng tư lệnh trên chiến trường và giữa ngày thường đúng không? Suy nghĩ đó quả không sai, tuy nhiên nội dung bộ truyện còn đáng yêu hơn nữa khi nó gần như tập trung hoàn toàn vào những ngày nghỉ xả hơi lẫn các cách thức thư giãn của ngài tổng tư lệnh ác ma. Tổng tư lệnh đang tản bộ trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên tóc đỏ hỏi thăm tóc đỏ nhìn từ xa đã nhận ra tổng tư lệnh thuộc liên minh ác quỷ cái mùi phản diện tỏa ra nồng nặc từ cơ thể anh linh tính mách bảo tổng tư lệnh có chuyện chẳng lành nên anh đã chuẩn bị khai chiến tóc đỏ nhân danh chính nghĩa xin giới thiệu mình là siêu nhân đỏ và muốn khiêu chiến với anh ta thế nhưng điều bất ngờ là tổng tư lệnh lại giơ tay lên từ chối anh muốn lùi trận chiến lại mấy ngày sau vì sợ làm mấy em panda cô te giật mình trùng hợp là tóc đỏ cũng vô cùng thích panda nên đã nhanh chóng nhất trí với lời đề nghị của tổng tư lệnh thấy thằng em tóc đỏ có chung sở thích nên tổng tư lệnh đã có lòng tốt nhắc nhiều tóc đỏ đang đi lạc đường nhìn vé thủy cung trên tay tóc đỏ là biết cậu định đi tham quan thủy cung thủy cung nằm ở sát với trạm tàu điện trong khi nơi này lại cách khá xa vậy chỉ có thể là tóc đỏ đi nhầm hướng mà thôi tổng tư lệnh định chim cút thì tóc đỏ lại ngỏ lời xin quý ngài dừng bước chuyện là tóc đỏ mù đường bẩm sinh nên muốn tổng tư lệnh chỉ đường về trạm tàu điện trời sinh bản tính nhiệt tình nên tổng tư lệnh vừa dẫn tóc đỏ đến trạm vừa chỉ cho cậu cách di chuyển trong thành phố rồi thế méo nào con người sống ở trái đất lại để ác quỷ đến từ hành tinh khác chỉ đường vậy anh siêu nhân. Sau khi làm được một việc tốt, Tổng tư lệnh quay đầu rời đi để lại tóc đỏ vẫn không biết giờ nên đi tàu nào về nhà. Cửa hàng tiện lợi, một nơi có tất tần tật tốt tuồn tuột mọi thứ bạn cần. Từ tạp hóa cho đến vật phẩm cần thiết hàng ngày, không chỉ đa dạng về mặt hàng hóa mà họ còn thay đổi sản phẩm phù hợp theo mùa. Thế nhưng ở đây chỉ có một thứ duy nhất khiến Tổng tư lệnh hài lòng, đó là món khoai tây nóng ngon ngọt mềm thơm. Thế nhưng món khoai tây có cái tên dài ngoằng ấy đột nhiên biến mất và thay vào đó là một sản phẩm khác thế chỗ. Sự kỳ lạ của tổng tư lệnh đã lọt vào đôi mắt tinh tế của chị nhân viên, anh ta quay trái quay phải một lúc rồi đứng hờ hững trông rất thất vọng. Nếu nhân viên đã có lòng thay thì anh đây có lòng đổi, tổng tư lệnh tự hứa với lòng mình rằng sẽ khiến cô trả giá nếu như cái thứ mochi vị dâu này có vị dở tệ. Tổng tư lệnh quay trở về nhà bật điều hòa lên rồi lấy kem mochi vị dâu ra ăn. Chén xong một cây thì anh quyết định sẽ tha cho cái cửa hàng tiện lợi đó đến giây phút cuối trước khi trái đất diệt vong. Vào một ngày nghỉ khác, Tổng tư lệnh cũng như bao thằng FA thức dậy rồi tự mình làm bữa ăn sáng. Anh điêu luyện đánh trứng bỏ đường rồi chiên lên ăn cùng với bánh mì. Ở trái đất có rất nhiều loài động vật mà hành tinh của Tổng tư lệnh không có. Ví dụ như mèo và chó, mèo gặp anh thì rất bình thản trong khi chó cứ run cầm cập làm anh tưởng nó lạnh sắp chết. Tuy nhiên chỉ có mỗi panda là loài động vật khiến anh thấy khó hiểu nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sinh vật này, anh quyết định sẽ dùng thời gian nghỉ ngơi hôm nay để nghiên cứu và bù nó vào ngày nghỉ tuần sau tổng tư lệnh không biết đây là sở thú nên khi nhìn vào đám động vật ăn thịt thì cứ tưởng nơi này là viện nghiên cứu anh sôi máu ác quỷ lên làm đám trẻ và phụ huynh xung quanh sợ té khói tổng tư lệnh định làm ngơ nhưng quả bóng mềm trắng đen cụ thể là gấu trúc vẫn quan trọng hơn sau cùng tổng tư lệnh xách hai tay một tay là túi sách gấu trúc một tay là gấu nhồi bông panda chiều hôm đó tóc đỏ vì để báo đáp lòng tốt lần trước nên đã chạy đến cửa hàng tiện lợi tặng tổng tư lệnh bánh quy panda khá khen cho tóc đỏ biết lấy lòng người khác nhưng cậu nhóc còn không nhận ra đây là tổng tư lệnh kẻ mình đã giao chiến đến hàng trăm lần tóc đỏ muốn khiêu chiến ngay hôm nay nhưng tổng tư lệnh lại rời lịch sang lần khác vì nay là ngày nghỉ của anh là một người làm công chức cấp cao thời gian đối với tổng tư lệnh là vàng là bạc anh trân trọng từ giây phút trong ngày nghỉ nên quan trọng nhất vẫn phải là tránh xa công việc thế nhưng ngày hôm nay anh đã lỡ chạm mặt siêu nhân đỏ và đồng nghiệp trong cửa hàng tiện lợi rất may là tổng tư lệnh đã nhanh tay thó đồ rồi bay xa ra khỏi chỗ đó cứ tưởng sẽ là happy ending cho một ngày nghỉ cuối tuần nhưng không, tối nay tổng tư lệnh dự định ăn cà ri nhưng cửa hàng tiện lợi đã không bán bơ cực cay mà tổng tư lệnh thích ăn, không có nó thì chắc chắn món cà ri sẽ không bao giờ ngon được như nguyên vị. Tổng tư lệnh máu dồn lên não quyết định sẽ tàn sát toàn bộ nhân loại trong tối ngày hôm nay. Thế nhưng lúc này trên tivi lại đang phát những hành động đáng yêu của panda khiến tổng tư lệnh thay đổi sự chú ý, anh ngoan ngoãn ngồi xem và chính sự dễ thương này đã cứu thế giới hôm nay tổng tư lệnh lại được nghỉ anh quyết định đến trung tâm thương mại để chu du một chuyến bất ngờ anh bị kéo áo từ sau nên cứ tưởng là kẻ địch tấn công thế nhưng khi quay đầu lại thịt hóa ra là hai đứa nhóc song sinh đi đang tìm bố hai đứa trẻ không ngần ngại gì nhờ tổng tư lệnh mua kem anh tốt tính nên đã đồng ý mua cho hai đứa kem ly chứ không được lấy kem ốc quế bởi vì dạng ly tất nhiên sẽ an toàn hơn và không rơi rớt dù thế thì hai đứa nhóc vẫn nhất quyết đòi ăn kem ốc quế nên anh đã phải đồng ý chị bán kem đang nghĩ ông bố này quả là chiều con thì hai đứa nhóc bỗng nhiên hét lớn, "Cảm ơn ông chú người lạ không phải bố của tụi con." Trên đường đi tới trung tâm tìm trẻ lạc thì một cậu bé vì bất cẩn nên đã làm rơi kem. Cậu nhóc khóc lóc nước nở khiến tổng tư lệnh mặc dù rất hoảng loạn vẫn phải cố gắng an ủi. Lúc này người anh bỗng chỉ sang một quán khác bảo nếu thằng em mình ăn cái đó thì chắc chắn nó sẽ vui hơn. Hai đứa nhóc một lần nữa hét lớn làm ơn đi ông chú người lạ không phải bố của tụi con làm mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Tổng tư lệnh mua cho thằng bé rồi đưa chúng đến trung tâm tìm trẻ lạc, hai đứa trẻ vui sướng ôm lấy chân tổng tư lệnh cảm ơn nồng nhiệt. Tổng tư lệnh vừa nhìn vừa cảm thấy vui nhưng rất tiếc tương lai nhân loại sẽ bị hủy diệt trước khi những đứa trẻ này lớn lên. Anh nhất định sẽ khắc ghi cái khoảnh khắc hơi ấm từ những nụ cười nhỏ nhắn này. Thế nhưng sau khi anh đi thì khuôn mặt hai đứa liền thay đổi 180 độ, có vẻ như tổng tư lệnh không độc ác như chúng tưởng. Thôi thì có kẻ địch giết kẻ địch rát nên hai đứa hẹn lần sau sẽ gặp lại. Lúc này tóc đỏ đã đuổi kịp hai đứa nhóc cuối cùng kẻ bị lạc lại chính là tóc đỏ chứ không phải chúng. Bởi vì quá mạnh nên cái tên của tổng tư lệnh trong thế giới ác quỷ được ví như một biểu tượng của một chiến binh, không ít đứa trẻ ở đó mơ ước có cơ hội được một lần làm việc với anh, cấp dưới hay gọi anh là đại vì anh là người có sức mạnh hàng đầu vũ trụ và đặc biệt là không bao giờ thua. Tấu hài khi ở một mình là thế nhưng trước mặt cấp dưới thì anh lúc nào cũng tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Ai ai cũng tưởng anh đang tính xem hôm nay sẽ giết thằng nào nhưng thực chất anh đang xem hình ảnh gấu trúc. Trong đầu ngài Tổng tư lệnh lúc nào cũng xoay quay một vấn đề duy nhất, sau này nhân loại sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, vậy nên sức khỏe và sự an toàn của gấu trúc con là ưu tiên hàng đầu của anh. Cậu nhóc fan cứng của Tổng tư lệnh mới được nhận vào làm nên đã tăng ca để gây thiện cảm với anh. Tuy nhiên anh lại bước đến với vẻ mặt vô cùng khó chịu, anh muốn cậu trở về nhà ngay lập tức để nghỉ ngơi. Đây là một cuộc chiến kéo dài, nếu như cậu không quan tâm đến sức khỏe và cơ thể của mình thì cậu sẽ sớm mệt mỏi vào một ngày nào đó. Ngày mai là ngày nghỉ nên cậu hãy liệu mà tận hưởng nó cho tốt. Cậu nhóc không biết cách tận hưởng ngày nghỉ ở trái đất nên đã nhanh trí lên mạng search Google. Trong vô vàn đề cử của Google, cuối cùng cậu lại quyết định đến sở thú. Sau khi quay trở về, cậu gửi tặng tổng tư lệnh hộp sô cô la gấu trúc mà mình yêu thích nhất. Khi bước ra ngoài, cậu nhóc đã hoàn toàn tan chảy vì thực hiện được ước mơ tặng quà cho idol tổng tư lệnh. Bằng tất cả sự mong chờ, tổng tư lệnh quay về nhà rồi mở chiếc hộp sô cô la ra. Tuy nhiên hình sô cô la bên trong lại là gấu trúc khiến anh không nỡ bỏ nó vào mồm bọn người trái đất dã man chúng mày dám nhai một thứ dễ thương như thế này ư vào một ngày mệt mỏi khác tổng tư lệnh mệt mỏi khi vừa đặt chân về nhà những lúc thế này anh chỉ ước mình có một chú gấu trúc là thú nuôi ở trong nhà khi anh mệt mỏi sẽ có nó đứng ở cổng vẫy tay chào đón suy nghĩ này nhanh chóng khiến tổng tư lệnh hướng đến một âm mưu to lớn hơn khi nhân loại diệt phong và chỉ còn lại mỗi gấu trúc gấu trúc sẽ nhân bản lên và sau đó trở thành bạn của ác quỷ lúc đó tổng tư lệnh có thể cùng nó chơi game cùng xem hoa anh đào nở cùng nhau tâm sự chuyện tình cảm, cùng nhau mở tiệc rồi cùng nhau đi du lịch. Cuối cùng đã đến cuối tuần, mục tiêu ngày hôm nay của tổng tư lệnh là nhìn xem đuôi gấu trúc rốt cuộc là màu đen hay trắng. Tuy nhiên anh đứng 15 phút rồi nhưng bé gấu trúc vẫn ngồi đó không chịu quay mông cho anh xem đuôi, trong khi mọi người cứ đến và đi liên tục trong vòng 2 tiếng thì anh và cậu bé bên cạnh vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn gấu trúc. Mỗi lần như vậy, anh lại chụp ảnh nhiều đến nỗi mọi người xung quanh phải trầm trồ kinh ngạc. À. Chụp nhiều như vậy thì chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với tình trạng máy hết pin chuyện gì đến rồi cũng phải đến máy của ngài tổng tư lệnh chính thức hết pin khi gấu trúc đang tạo những hình dáng vô cùng cute ba tiếng đã trôi qua và chú gấu trúc đó vẫn không quay lại cho anh nhìn màu đuôi dù chỉ một giây cuối cùng chỉ còn lại anh và cậu bé bên cạnh vẫn đứng đó ngắm nhìn nó ông trời không phụ lòng người mọi sự chờ đợi đều có kết quả gấu trúc đã bắt đầu di chuyển nó quay đi quay lại một lúc rồi lộ chiếc đuôi màu trắng cho hai chú cháu ngoài hàng rào xem cả hai người cùng đồng thanh hét lên thì ra đuôi của nó màu trắng hóa ra cậu bé cũng có ý tưởng giống như anh hai ý tưởng lớn gặp nhau đấm tay một cái rồi chào tạm biệt anh tiếp tục lên đường tìm hiểu về những giống loài dễ thương trên trái đất anh dừng lại ở khu con thỏ vì có một bé lông rất giống panda khi tổng tư lệnh bước vào bên trong lũ thỏ thích thú vây kín xung quanh chân anh bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau cậu nhóc lúc nãy xuất hiện hướng dẫn anh cách làm thân với đám thỏ mới quen thì nên sờ tụi nó ở đằng sau vì nơi đó là dễ chạm đến nhất tụi nó thích được xoa từ dưới lên trên một khi quen rồi sẽ thích được xoa đầu và má cái này mình không rõ nên anh em phan thỏ kiểm chứng hộ mình xem có phải thật không nha kiến thức uyên thâm về thỏ của cậu nhóc khiến anh tưởng cậu là nhà động vật học thế nhưng sự thật lại không phải vậy cậu có ước mơ trở thành bác sĩ thú y nhưng mẹ cậu lại không đồng ý ngài tổng tư lệnh nghe xong liền gọi cậu là bác sĩ bác sĩ xin hãy hướng dẫn giúp tôi cách sờ những chú thỏ dễ thương này lần đầu được chạm vào lông của động vật trên trái đất khiến anh rơi vào cảm giác đê mê cảm giác sờ thỏ thật sự rất thích quả nhiên trái đất này thật sự rất đáng gờm đột nhiên cả hai cùng nảy lên một suy nghĩ táo bạo nếu được sờ gấu trúc thì cảm giác thế nào ta quay trở về công ty ngài tổng tư lệnh lại trở lại với mái tóc vuốt ngược nhìn vừa chiến vừa ngầu nhìn mặt ngài tổng tư lệnh đam chiêu cậu nhóc nhân viên mới cứ tưởng anh đang tìm cách xóa sổ loài người tuy nhiên sự thật thì anh đang nghĩ bây giờ lập luận kiểu gì đủ sức thuyết phục để đem được mấy con thỏ vào công ty đây nhỉ chiều hôm đó ngài tổng tư lệnh đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp anh siêu nhân đỏ Gao Z lại mạnh miệng yêu cầu quyết đấu nhưng anh lại tiếp tục xin đình chiến. Hiện tại anh đang có hai hộp trứng mới mua được ở siêu thị, anh đang thèm trứng nóng nên mong Gao Z đợi ở đây một lúc. Siêu nhân đỏ ngây thơ vẫn tin tưởng anh sẽ quay lại nên đứng đó chờ đợi. Sau một thời gian, Tổng tư lệnh thật sự quay trở lại cùng với một chiếc ô và một chút đồ ăn. Không những vậy, anh còn tận tình chỉ đường giúp siêu nhân đỏ quay trở về nhà. Ái chà chà, một pha né giao tranh siêu đỉnh đến từ vị trí của ngài Tổng tư lệnh, quả không hổ danh là số một sever ác quỷ vũ trụ. Thời tiết ở Việt Nam đang rất lạnh và ở Nhật Bản nơi tổng tư lệnh đang ở cũng vậy. Cái lạnh của mùa đông khiến anh không dám với tay ra để tắt điều hòa. Thế nhưng, tổng tư lệnh sợ rằng ngày nghỉ của mình sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nên đã bật dậy lôi máy ra xem gấu trúc. Đang xem giờ thì thánh Juni dưới trướng gọi điện làm phiền, anh liên tục từ chối cuộc gọi nhưng cứ từ chối là thanh niên lại ấn gọi tiếp. Đã bảo đừng bao giờ gọi cho sếp lúc sếp đang nghỉ ngơi mà thanh niên vẫn cố tình làm sai. Tổng tư lệnh nhấc máy cho Juni 2 giây để nói lý do, không thì anh sẽ dập máy ngay lập tức. Juni cầu xin anh bình tĩnh nghe mình nói, cậu cần bàn với anh về một con quái vật ở trái đất. Nghe đến quái vật, tổng tư lệnh ga cho Juni hẳn 5 phút để trình bày. Gần đây cậu đang tìm mấy vụ bàn tán về một con quái vật chỉ xuất hiện vào mùa đông. Nó sử dụng hơi ấm để dụ dỗ con người, sau đó nhốt con người ở trong bụng. Juni cứ tưởng chỉ con người mới bị nhưng ai ngờ cậu cũng bị nó vượt mặt, cậu đã vô tình bị nó nuốt chửng từ trên xuống dưới. Tổng tư lệnh hoảng hốt hỏi Juni hiện cậu đang ở đâu, Juni thản nhiên bảo mình đang ở phòng điều khiển thế này thì nguy to con quái vật đã xâm nhập vào trụ sở chính thì đích thân tổng tư lệnh phải đến đó thôi anh bắt cua từ gác xếp xuống dưới mặc vội đồ rồi sẵn sàng lên đường giải cứu juni juni cảm ơn anh nhưng không quên nhắc anh hãy mang theo cam làm mồi nhử vì nó rất mê món trái cây đấy may thay hôm qua ngài tổng tư lệnh đã nghe lời dụ dỗ của bà cô hàng xóm nên giờ đang có cả thùng cam trong nhà juni không phải là một người giỏi chiến đấu nên không đời nào cậu có thể đánh lại được con quái vật đó đại úy chỉ mong cậu có thể câu giờ đủ lâu đợi đến lúc mình đến Tổng tư lệnh vác theo một thùng cam phá cửa xông vào bên trong. Tuy nhiên bên trong lại chẳng có con quái vật nào đó, chỉ có khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Juni làm anh muốn đấm cho sưng mồm mà thôi. Hóa ra con quái vật mà Juni nhắc tới chính là con quái vật mang tên mùa đông, giờ thì anh có thể thoải mái đấm sưng đầu thanh niên báo xếp này rồi. Cuối cùng cả hai quyết định vừa ăn cam vừa sưởi ấm bên lò sưởi để một ngày nghỉ của đại úy cứ thế trôi qua vào một đêm lạnh giá trong mùa đông cô đơn tổng tư lệnh đang ung dung trở về nhà thì bắt gặp một cặp đôi đang ăn bánh bao gấu trúc nhân thịt anh nghe lén được hai người mua ở siêu thị gần đó nên đã lập tức đến xem tất nhiên đại úy sẽ không nỡ lòng nào cắn em gấu trúc dễ thương đó vào trong miệng tuy nhiên em nhân viên ở đây lại có một suy nghĩ khá đồng điệu với anh cô không nỡ cắn em bánh gấu trúc nhân thịt nên đã đề nghị anh đợi đến khi sẵn sàng hãng quay lại ngày thứ hai quay lại anh vẫn chưa sẵn sàng ăn bánh gấu trúc nên cô đề nghị anh thử bánh bao nhân thịt Tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng, miếng bánh vừa mềm vừa thơm đã khiến đại úy thêm nó vào danh sách những món đáng được lưu truyền sau khi con người diệt vong. Mỗi ngày sau đó, anh đều đến cửa hàng để ăn thử các loại bánh bao nhân khác, cho đến một ngày, khi đại úy đã sẵn sàng để ăn bánh gấu trúc thì cửa hàng lại ngừng bán. Có vẻ như số phận của anh là không thể bỏ em gấu trúc cute vào miệng. Mỗi sáng thức dậy, đại úy chỉ nghĩ đến việc chạy thật nhanh xuống giường để thưởng thức bữa sáng bằng chiếc bánh bao thơm ngon anh đã chờ đợi cả tối để được cắn lớp bột trắng mềm mại nhưng kết quả là nó lại xẹp lép vì anh ép quá chặt trong khi đại úy đang đau đớn gục ngã thì bên này siêu nhân đỏ cũng gặp phải hoàn cảnh y hệt như vậy thanh niên chưa có kinh nghiệm dùng lò vi sóng nên hai cậu nhóc đã chỉ cho cậu cách sử dụng thiết bị hút chân không dạng hộp quay trở lại với đại úy bằng một cách thần kỳ nào đó anh cũng biết đến chiếc hộp bá đạo này anh sử dụng nó ngay lập tức và thế là chiếc bánh bao thơm ngon đã được ra lò vào một ngày nọ, khi đại úy đang dạo bước trên những con phố thì bắt gặp lũ trẻ đang tạo hình con thỏ bằng tuyết. Đại úy thấy vậy cũng muốn đú theo, anh bóp bóp tuyết một chút rồi đi tìm thêm tai, mũi và miệng để trang trí. Một thành phẩm quá xuất sắc nên đại úy quyết không để nó ở ngoài trời đông thế này. Anh mang bé thỏ tuyết về rồi để trong tủ lạnh. Một giờ sau anh quay lại nó đã xẹp một nửa, hai giờ sau quay lại nó đã xẹp toàn bộ. Kể từ ngày hôm đó trở đi, trong đầu đại úy lúc nào cũng chỉ nhớ nhung những ký ức tươi đẹp về bé thỏ tuyết. Ở một ngày nghỉ khác, tổng tư lệnh đang vội đến sở thú thì bắt gặp một ông lão lùn mang vác đồ khá nặng. Mặc dù mấy bé gấu trúc đang đợi nhưng anh vẫn quyết định sẽ giúp ông lão, không chỉ mang đồ giúp ông mà còn cõng ông lão đi qua bậc cầu thang. Trước khi tạm biệt, ông lão xoa đầu anh rồi khen anh là một cậu bé tốt bụng. À đó là ông không biết thanh niên này đang có ý định tận diệt nhân loại, không giống như bao người khác, mọi người đếm cừu để ngủ còn thanh niên này lại đếm gấu trúc. Khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, đại úy gặp lại ông lão lúc sáng nhưng trong một bộ dạng khác. Ông lão bảo cậu mặc đồ vào rồi giúp mình một tay, đại úy méo hiểu gì nhưng cơ thể cứ thế tự đứng dậy xúc tuyết. Hóa ra ông lão chính là ông già Noel trong truyền thuyết, chỉ có tôi với các fan biết chứ ở thế giới ác quỷ không có ông già Noel nên đại úy không biết. Ông già Noel chúc đại úy một đêm Giáng sinh vui vẻ rồi cứ thế biến mất. Sáng ngày mai thức dậy, anh vẫn nhớ như y giấc mơ đó nhưng cảm giác cơ bắp mệt mỏi như đã lao động thật sự dưới trời tuyết sau một ngày bán mình cho tư bản đầy mệt mỏi chàng nhân viên công sở tóc hai mái thẫn thờ bước tới quán tạp hóa hy vọng mà tổng tư lệnh thường hay ghé qua trước đây hai lúa từng ước mơ được sống một mình vào cuối ngày có thể đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp hoặc đi tập gym tuy nhiên dự định vẫn mãi chỉ là dự định hai lúa luôn luôn kiệt sức sau mỗi giờ làm việc nên chẳng thể đi đâu anh cũng muốn tự nấu ăn nhưng về đến nhà nhìn chồng bát đĩa chưa rửa thì nghĩ lại ăn ngoài còn hơn hai lúa đang đi lựa đồ thì vô tình bắt gặp tổng tư lệnh đang nghiến răng nghiến lợi phía trước gần đây thành phố có nhiều đầu gấu đầu mèo nên hai lúa quyết định tránh xa đại úy là tốt nhất năm giây sau cô nhân viên siêu thị lại xuất hiện cười nói với anh làm hai lúa nghi ngờ nhân sinh quái lạ một tên to con như vậy làm sao thân thiết với các cô em nhân viên ở đây được hóa ra đại úy nhăn nhó vì số bánh bao anh thịt đã không còn nữa đó là phần thưởng cho một ngày làm việc cực nhọc của anh hai lúa nghe đến đây đột nhiên nhận ra điều gì đó tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc sao Đúng là cậu đã quá tập trung vào những điều tiêu cực nên chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Vậy là ngày hôm đó, cậu hai lúa đã quyết định tự thưởng cho mình một chiếc bánh pudding nho nhỏ. Vào một ngày khác, hai lúa lại tiếp tục quay lại tạp hóa hy vọng. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của cô nhân viên về những món ăn liên quan tới anh đào, cậu hai lúa quyết định sẽ mua một ly về ăn thử. Trong khi đó, đại úy cũng đang tận hưởng ly trà anh đào thơm ngon đậm vị giữa mùa xuân cô đơn. Vào một ngày khác nữa, lúc hai lúa đang phân vân không biết chọn gì thì tổng tư lệnh lại mở cửa bước tới. Hôm nay có rất nhiều siêu phẩm kem siêu ngon nên cô muốn giới thiệu cho đại úy. Có hai vị ngon nhất là dâu đậu đỏ và chuối đậu da ngọt. Cô cứ ngỡ anh sẽ chọn dâu đậu đỏ nhưng ai ngờ anh lại chọn chuối đậu da ngọt. Cô nhân viên sốt sáng gập đầu xin lỗi vì cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Cô thể là cô không hề có ý bán hàng để nhận chiếc khấu. Đại úy không hề tức giận mà ngược lại còn chọn cả hai vị. Sự tư vấn của cô đối với anh chưa bao giờ là tồi cả. Trước sau gì anh cũng quay lại mua vị còn lại nên mua bây giờ có khi lại là sự lựa chọn đúng đắn sau khi đại úy rời đi hai lúa lại đau đầu suy nghĩ không biết ngày hôm nay nên thử vị gì cuối cùng anh chốt lại là thử luôn cả hai vị vào một ngày nghỉ khác của đại úy anh lựa chọn đến một quán cà phê để thử cái gọi là nghệ thuật trà sữa vừa bước vào quán đại úy đã phải há hốc mùng kinh ngạc vì sự kỳ lạ của chiếc máy pha cà phê nó chẳng khác nào hai bình thí nghiệm hóa học ở chỗ anh đang làm đại úy tưởng đây là phương pháp điều chế chất gây nghiện nhưng hóa ra cà phê có rất nhiều cách để pha ở đây không có trà sữa mà chỉ có cà phê sữa cái thứ nước uống đó anh cũng chưa được thử nên nhờ ông chú pha chế làm cho mình luôn trùng hợp thay ly cà phê sữa ở đây lại có thêm một bé gấu trúc nó hết sức cute khiến đại úy chụp hình liên lịa ảnh thì đẹp rồi nhưng anh vẫn chưa biết cách làm sao để uống được nó anh lén nhìn xem vị khách hàng bên cạnh rồi cứ thế đưa ly cà phê sữa lên tu tuy nhiên càng uống thì càng làm mất hình dạng của bé gấu trúc Nghệ thuật cà phê sữa quả là một thức uống tàn nhẫn, đại úy chỉ biết đau lòng cúi đầu xuống nhìn bé gấu trúc tan dần trong ly cà phê sữa. Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên, không sao đâu, đây là định mệnh của bọn mình mà. Gấu trúc bắt đầu xẹp dần, xẹp dần rồi hòa tan vào ly cà phê sữa. Ôi gấu trúc, đại úy đau khổ cầm ly cà phê lên uống cái ruột hết sạch toàn bộ. Qua háo hức vì món cà phê sữa gấu trúc, vậy nên đại úy đã lỡ mua hơi nhiều nguyên liệu để làm nó. Số đồ này nặng đến nỗi một tổng tư lệnh như anh cũng sắp chật khớp tay. Tuy nhiên cứ tưởng tượng ra những món ăn thơm ngon sắp được thưởng thức thì anh vẫn còn đủ sức để xách được, chỉ cần là vì gấu trúc, anh sẽ vượt qua mọi thử thách. Quốc bộ một lúc cuối cùng cũng về đến nhà, tuy nhiên đại úy vẫn còn một rào cản cuối cùng nữa mang tên cầu thang. Giờ đây mỗi bước mà đại úy đi, chân và vai anh như thể đang bị xé toạc, ngón tay anh cũng sắp không còn chịu nổi nữa rồi. Bây giờ, thứ duy nhất giúp anh bước tiếp chỉ là món canh hầm bằng sữa thơm. Ngon, được ăn trong bát gấu trúc anh vừa mới săn siêu thành công khi bước lên đỉnh cầu thang anh tạo tư thế chiến thắng hệt như cầu hôn tuy nhiên người đứng trước mặt anh lại là hai lúa hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai hiểu chuyện méo gì đang diễn ra do xem bản tin tuấn cùi nên tổng tư lệnh quyết định mang bento ra công viên để ngắm hoa anh đào rơi tuy nhiên khi đại úy đến thì hoa anh đào đã rơi gần hết anh tình cờ nhìn thấy một cô bé hồng từ đầu đến lông mi đang ngồi nhặt hoa anh đào rơi cô bé nhìn anh anh nhìn cô bé cả hai nhìn nhau cô bé chạy tới chỗ đại úy với lấy hộp bento đại úy chẳng hiểu gì cho tới khi cô nhóc ăn một cách ngon lành miếng cơm nắm này đến miếng cơm nắm khác mặc dù chả hiểu bọn trẻ ở trái đất được giáo dục kiểu gì mà toàn ăn đồ của người lạ nhưng anh vẫn nhắc nhở cô bé nhớ nhai cho kỹ cô bé tốt bụng cho anh xem hoa anh đào rơi để cám ơn về số cơm nắm khi anh quay sang thì chỉ còn thấy một đống hoa anh đào rơi trên ghế siêu nhân hồng một cô nàng mạnh mẽ ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại mấy hành động đánh đấm để trừ gian diệt bạo thế nhưng sâu thẳm bên trong con người cô luôn thích những công chúa phép thuật dễ thương và hiền dịu vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác siêu nhân hồng bỗng đánh rơi chiếc móc khóa gậy phép thuật bản liên minh tật mới săn được một tuần trước mặc dù rất muốn tìm lại chiếc móc khóa nhưng cô không dám nói cho xanh vì sợ bị anh ta biến thành trò cười hồng biết rõ hơn ai hết bản thân mình không hề có chút nào dễ thương cô lặn lội đi tìm khắp nơi từ những con phố đã từng qua đến công viên thường ngồi nhưng cuối cùng vẫn không thấy hết cách hồng đành đến sở cảnh sát nhờ họ giúp tìm lại chiếc móc khóa thế nhưng cô chưa kịp nhờ thì cảnh sát đã đưa cô chiếc gậy phép thuật theo thông tin mấy anh cán bộ chia sẻ thì người đã mang trả nó cho Hồng chính là người đàn ông đầu nấm mặc áo khoác dài. Nghe bảo anh mới rời khỏi đây nên Hồng vội vã chạy đi tìm để gửi lời cảm ơn. Bên này, Đỏ vừa trở về nhà, hai cậu nhóc xanh lá đã xuất hiện thông báo Hồng đi mãi chưa thấy về. Vì lo cho Hồng, xanh bảo nếu Hồng không về trong 10 phút nữa thì anh sẽ đi tìm. Giữa vô vàn người mặc áo khoác dài, cuối cùng Hồng đã tìm được ân nhân của mình, người đó không ai khác chính là ngài tổng tư lệnh của chúng ta. Anh vẫn đẹp trai và tốt bụng như ngày nào. Sau khi nghe xong lời cảm ơn của Hồng, đại úy đã nhắn nhủ cô, đừng bao giờ để đánh mất những thứ quý giá với mình nhé, công chúa phép thuật. Lần đầu tiên có người gọi Hồng như thế, đó là từ cô muốn tất cả mọi người gọi mình thay vì gọi là siêu nhân Hồng. Trên đường trở về nhà, Hồng gặp xanh, anh kéo tay áo dẫn cô về nhà rồi dặn đừng đi long nhong để mọi người phải lo lắng. Càng ngày đại úy càng rối loạn nhân cách, hôm nay anh lại tỏ ra vô cùng cay cú vì gấu trúc quá cô tè. Đây là điều mà anh đã không thể lường được trước khi xâm chiếm trái đất. Chẳng hiểu sao đại úy đi đâu cũng thấy gấu trúc, cứ mỗi lần ra ngoài đi dạo là y như rằng cái thứ cu te đó sẽ đập vào mặt. Ngày hôm nay, lịch trình của đại úy là đến chơi ở hội trợ gấu trúc sau đó sẽ dinh một đống đồ về nhà. Thấy lũ trẻ đến bắt tay người mặc đồ hóa trang gấu trúc, đại úy cũng lại gần đưa tay ra nhưng hai người chỉ nhìn nhau một hồi chứ gấu trúc không bắt tay lại. Thứ duy nhất anh nhận được là một con tấm ai tầm, nghe bảo nếu kiếm được 10 cái sẽ được trao đổi phần thưởng gấu trúc. Để kiếm được một item cần mua một sản phẩm, vậy giờ Đại Úy chỉ cần mua 10 sản phẩm là có 10 item rồi. Đúng lúc đang định mua sắm thì vận may tới, vừa được shopping vừa có phần thưởng dinh về nhà. Đầu tiên không thể thiếu là bánh mì, gần bánh mì có một món khá mới là bánh donut, cái này nhìn khá cute nhưng Đại Úy không biết ăn từ phần nào nên sẽ không mua. Thông qua lỗ hổng trên bánh donut, Đại Úy nhìn thấy bánh sandwich gấu trúc. Thấy anh có vẻ thích sandwich, chị nhân viên đã tiến đến rồi bảo mình có thể cắt theo ý muốn của Đại Úy ban đầu anh khá tức giận vì chị dám thái gấu trúc của anh ra tuy nhiên khi nghĩ lại làm thế anh sẽ có càng nhiều gấu trúc hơn nên anh đột nhiên cười vô cùng nham hiểm sau một vòng dạo quanh hội trợ đại úy đã gom không biết bao nhiêu món ăn từ đủ mọi đất nước nhật có hàn có trung có việt có mỹ có cao có cuối cùng sau bao nhiêu vất vả à không vui sướng đại úy đã thu thập đủ sản phẩm để đổi lấy phần thưởng gấu trúc Nhìn sáu phần thưởng này cái nào cũng bắt mắt và vô cùng đáng yêu, tuy nhiên thứ đáng yêu nhất vẫn là chiếc cốc in hình gấu trúc đang ngồi một cách ngả ngớn. Khi công việc trở nên bận rộn, đại úy không thể nào né tránh được việc lãng quên việc nhà. Vậy nên ngày hôm nay anh quyết định sẽ không đi chơi mà chỉ ở nhà dọn dẹp, bắt đầu từ hút bụi, lau nhà, dọn tủ quần áo và sau đó là lau kính. Để kết thúc một buổi làm việc mệt nhọc, đại úy chọn cách mở MyTube chứ không phải YouTube để xem các video về gấu trúc hài hước nhất quả đất. Và một ngày đẹp rời khác, khi anh đang ngồi trong công viên thì bất ngờ một chú mèo với bộ lông đen trắng xuất hiện theo như google thì sự lạc quan của sinh vật này và sức hút của nó là thứ đốn tim người trái đất chính vì lẽ đó theo đại úy thì mèo chính là điểm yếu của con người vậy nên việc xâm chiếm trái đất sẽ dễ dàng hơn nếu đại úy lấy được lòng lũ mèo này nó chắc chắn sẽ là tài sản đáng giá cho công việc thoạt nhìn con này có vẻ giống gấu trúc từ đầu tới chân nên đại úy bắt đầu trò chuyện như hai người bạn này chú mèo ui thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ Để Ngài tổng tư lệnh đây nói chuyện mà nó không thèm trả lời, thậm chí nhìn cũng không. Đại úy cảm thấy có vẻ như anh đang hơi thô lỗ với sinh vật đã cư trú ở đây hàng thiên niên kỷ, vậy nên anh bắt đầu thay đổi cách xưng hô, không phải thời tiết hôm nay đơn giản và thú vị sao ngài mèo. Quả nhiên khi đã lễ phép hơn, đại úy được ngài mèo liếc nhìn hẳn một giây, mới chỉ làm được chừng đó mà vẻ mặt của đại úy đã tỏ ra đắc thắng như thể trái đất sắp sửa thuộc về tay anh đại úy tiếp tục nói chuyện cực kỳ vô tri với mèo mà không biết hồng trốn ở sau cây đang cố gắng hết sức bình sinh để nhị cười trên đường trở về nhà sau khi mua sắm đại úy ngồi lọc đống hình gấu trúc trong khi tận hưởng ánh nắng mặt trời đó cũng là lúc anh nghe lén được cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ về ojihime và hikoboshi chẳng biết họ là ai nhưng nghe bảo sẽ không thể gặp nhau vì trời mưa theo cậu nhóc họ không gặp được nhau phần nhiều vì họ bỏ hết thời gian để tìm kiếm niềm vui chứ không phải để làm việc đó là cái giá họ xứng đáng phải nhận, giống như bố mẹ của cậu nhóc mà thôi. Thứ bảy này cậu nhóc sẽ chuyển hẳn về ở với ông bà ở dưới quê. Cô nhóc muốn đi tiễn nhưng cậu không đồng ý vì ngày đó mưa rất to. Tuy nhiên cô không quan tâm điều đó vì mình không phải Ojihime, vậy nên nên dù có bão tố hay mưa xa cô cũng sẽ đến để gặp cậu bằng được. Đến khi hai đứa nhóc rời đi, đại úy vẫn chưa biết hai người đó là ai. Nhưng qua câu chuyện của cậu nhóc thì anh biết họ là cặp đôi ham vui và vô trách nhiệm. Đột nhiên Đại Úy nhìn thấy hai cái tên đó có trên tấm biển quảng cáo. Chủ quán bước ra đưa cho anh một tấm tanjaku, tanjaku là một mảnh giấy dùng để viết điều ước sau đó treo lên cây tre. Thông thường mọi người sẽ ước về hòa bình thế giới, hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa, vân vân và mây mây. Vậy nên Đại Úy cứ ước bất cứ thứ gì đều được. À rồi à rồi, vậy thì anh mày đây ước nhân loại sẽ sớm sụp đổ. Động hóa, nếu trái đất mà có mệnh hệ gì thì tất cả là tại bác chủ quán Kazuquito. Sau khi treo xong Tanjaku, đại úy quyết định mua thêm hai cái vì bánh quá ngon. Quả thật thứ bảy trời vẫn mưa như đài dự báo, thế nhưng cô bé vẫn kịp đến chào tạm biệt trước khi cậu nhóc rời đi. Vậy là điều ước của đại úy đã thành hiện thực, ngày hôm đó anh đã ước cầu cho hai đứa nhóc ở công viên gặp được nhau. Đúng là không ai đánh thuế giấc mơ, đỏ không viết một mà viết tận 12 điều ước. Cứ tưởng đỏ ước gì cao siêu cho bản thân nhưng mọi điều ước của anh đều vô cùng đơn giản. Anh ước cho mọi người được hạnh phúc, cầu cho xung đột dừng lại trên thế giới này cầu cho những người bị bệnh tìm thấy sự bình yên, cầu cho hai đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh. Ở một ngày nghỉ khác, khi đại úy đang ngồi tắm nắng trên bãi biển thì truyền nhân của Luffy xuất hiện. Cô bé xây lâu đài cát nên đại úy cũng tò mò học theo. Thế nhưng mỗi lần anh làm gì là cô bé đều đi trước một bước, bản tính hơn thua của anh bắt đầu trỗi dậy, nó thúc ép đại úy phải làm một cái thật to, thật đẹp, thật hoành tráng. Tuy nhiên anh mới chỉ xây xong cái cổng mà cô bé đã xây xong cả một tòa lâu đài cả hai tiếp tục tranh tài xem ai là nhà thiết kế tài ba đến tận chiều tà khi mọi người đã lên xe trở về cũng là lúc hai tòa nhà số rách được hoàn thiện với cô bé là lâu đài hoàng gia còn đại úy là trụ sở của tập đoàn ác quỷ ở trái đất niềm vui chưa được bao lâu thì sóng biển bất ngờ tạt vào làm hai tòa nhà tan biến hai người đứng đơ ra một lúc rồi truyền nhân lúc phi chạm vào tay đại úy lần tới họ sẽ làm lại chắc chắn sẽ đẹp hơn lần này hết ngày nghỉ lại phải quay trở lại công việc một tên có số má khác cũng giống như đại úy là chicker mặc dù rất mạnh mẽ nhưng hắn không được mọi người nể phục và tôn trọng như đại úy chứng kiến mọi người gọi đại úy là ngài tổng tư lệnh trong lòng trích gơ bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ từ đó anh ta đã bắt đầu thích hơn thua với đại úy để xem ai mới là người xịn xò hơn vào một buổi trưa nọ trích gơ vô cùng bực bội vì đại úy chọn cách đi bộ về nhà chứ không phải bay nhảy giữa các tòa cao tầng đã thế sau khi ra ngoài còn để đầu nấm che đi ánh mắt sát thủ đó nữa cơ chứ khuôn mặt đại úy cực căng cực căng cực đâu mất tiêu rồi khi chích gơ đang khó hiểu thì đại úy bất ngờ dừng lại hét lên. Chích gơ tưởng bị úp sọt nên sợ đến xù lông nhưng đại úy lại chỉ vào chiếc xe bán bánh gấu trúc di động. What the hell? Chích gơ không thể tin nổi một đại úy ngầu lòi như vậy lại là người hảo ngọt. Nếu như cấp dưới của họ biết được thì hình tượng ngầu lòi của ngài tổng tư lệnh sẽ bị hủy hoại. Bỗng nhiên đại úy đưa cho chích gơ chiếc bánh, cầm hộ để chụp ảnh thôi không cho đâu. Chích gơ cứ tưởng đại úy muốn mình làm mẫu chụp ảnh nên bảo anh đếm để mình chỉnh tóc mái. Tuy nhiên bên trong khung hình chỉ có mỗi chiếc bánh chứ cái mặt của Trích Gơ thì chẳng thấy đâu. Trong khi Trích Gơ đang không hiểu rốt cuộc cái bánh đó có gì đặc biệt thì đại úy lại đang loay ha loay hoay. Hóa ra đại úy đang không thể quyết định được bây giờ nên cắn phần nào trước. Trích Gơ nghe xong liền cảm giác mình đang bị đại úy thao túng trở thành một tên điên. Nhìn mặt thanh niên này đại úy cứ tưởng anh ta cũng muốn một chiếc nhưng không. Anh ta dục đại úy ăn nhanh miệng lên để còn quay lại trụ sở chính làm việc. Tối hôm đó, đại úy đã làm việc một cách điên cuồng để kịp giờ chương trình gấu trúc đặc biệt bé tiểu quỷ đứng bên ngoài nhìn mặt ổng sợ run lẩy bẩy mà ổng cứ tưởng là cổ vũ sau khi làm đến tận đêm muộn đại úy trở về nhà với cơ thể mệt mỏi để nghỉ ngơi vì mai anh có khá nhiều việc phải làm mặc dù cơ thể rất mệt nhưng không hiểu sao anh lại cực tỉnh anh càng cố đi ngủ bản thân lại càng tỉnh nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ không thể đi làm nên anh bắt đầu đếm gấu trúc bắt đầu từ con số một và đếm đến tận ngày hôm sau mặc dù anh đã đếm gấu trúc nhiều hơn cả số gấu trúc được xác nhận từng sống ở trái đất nhưng vẫn không tài nào ngủ được Cấp dưới nghe thấy vậy liền giải thích, vì trong tiếng Anh thì cừu và ngủ phát âm gần giống nhau nên đếm gấu trúc gần như không có tác dụng. Anh vừa mới nói xong câu thì đại úy đột nhiên ngủ luôn trong tư thế đứng. Trong giấc mơ đại úy đang dẫn đầu quân đoàn gấu trúc ngắm một bầu trời đêm đầy sao. Anh đã nói với chúng rằng cái ngôi sao sáng nhất đó là quê nhà của anh. Sau bao ngày tháng hoãn tới hoãn lui, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà đại úy chấp nhận cùng siêu nhân đỏ bem nhau một trận sống mái. Đỏ chạy thì nhanh đấy nhưng làm sao có thể thoát khỏi chiếc đuôi dài quyến rũ của ngài tổng tư lệnh. Ngay khi đại úy chuẩn bị ra tay xử lý siêu nhân đỏ, đột nhiên anh nhìn thấy một cậu nhóc đáng yêu tay cầm gấu trúc đang đứng bất động gần nó. Để không làm mất tuổi thơ của cậu nhóc, đại úy đã quyết định hoãn cuộc chiến để đỏ đưa cậu bé đến nơi an toàn. Anh biết đỏ kiểu méo gì cũng đi lạc nên tận tình chỉ từng đường đi nước bước giúp đỏ đến được trung tâm trẻ lạc. Vì cậu nhóc thích gấu trúc nên lần này anh sẽ hạ mình tha cho cả hai. Nói xong, đại úy liền quay người đi rồi tìm một lý do để báo cho trụ sở cũng gần đến thời gian nghỉ ngơi nên ngài tổng tư lệnh muốn ghé qua quán đồ lưu niệm làm chút giải tỏa xì chết nhìn qua nhìn lại được một lúc sự chú ý của đại úy bỗng va vào hai chú gấu trúc ở trên kệ gần đó một chú thì trông có vẻ cứng cáp một chú thì nhìn thôi đã thấy mềm nhũn tay chân đại úy đưa tay lên chạm thử chú gấu trúc cứng cáp quả nhiên nó rất bền bỉ và mạnh mẽ đã thế anh sẽ gọi mày là gấu đực đến phần gấu trúc mềm mềm ôi trời đất ơi nó mềm đến nỗi đại úy chỉ muốn ôm nó đến suốt cuộc đời này mềm như thế chỉ có thể gọi là gấu cái mà thôi cả hai chú chú nào cũng có ưu điểm riêng mai cốt cách tuyết tinh thần mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười sau khi chốt được vợ chồng nhà gấu trúc đại úy lại tiếp tục quay trở lại trụ sở để tham gia một cuộc họp dài đằng đẵng cũng chính lúc này cấp dưới thông báo cho anh một tin chấn động về gấu trúc có một nơi được gọi là công viên đang nuôi dưỡng bản thể hoàn toàn khác lạ về gấu trúc gấu trúc có chiếc đuôi màu đen cứ cái gì liên quan đến panda là liên quan đến công việc ngài tổng tư lệnh liền quên hết mọi mệt mỏi chạy như bay đến công viên Vừa bước vào bên trong, đại úy đã đứng được người ra vì bất ngờ, nơi này thì làm quái gì có gấu trúc được chứ. Nghi ngờ có thể tên cấp dưới đang cố tình bịp mình, đại úy liền nghe lén cuộc hội thoại của cặp đôi trẻ tuổi gần đó, họ nhắc đến cái gì xích xích đu đu nghe có vẻ rất hào hứng. Hừng, mục tiêu duy nhất của anh vẫn là tìm gấu trúc, tuy nhiên giờ mà không làm gì thì người trái đất sẽ nảy sinh nghi ngờ mất. Sau khi tìm được một cái cớ để đánh lừa người xem, đại úy tức tốc chạy đến quầy bán vé để mua cho mình một lô tích giá rẻ. Đúng lúc này, một đứa trẻ xuất hiện vòi vĩnh mẹ nó phải đưa nó đi cưỡi ngựa bằng được. Kết quả không cần đoán cũng biết, ngài tổng tư lệnh của chúng ta sẽ chọn cưỡi ngựa làm thử thách đầu tiên của ổng khi tới công viên. Khi chiếc vòng chạy ngang qua người phụ nữ, đại úy thấy cô vẫy tay nên cũng thân thiện vẫy lại. Những trò sau đó, đại úy liên tiếp được nữ giới vẫy tay khiến cho anh nảy sinh một thắc mắc. Quái lạ, lần đầu thấy trai đẹp hay sao mà cứ vẫy tay liên tục thế nhỉ? Cảm thấy những trò mình vừa chơi đang còn quá nhẹ, đại úy tiếp tục thử thách bản thân ở những trò chơi đem lại cảm giác mạnh hơn lần này thì anh đã được chứng kiến nỗi ác mộng kinh hoàng của người trái đất cái kiểu huấn luyện quái quỷ gì thế này đúng là phải luôn cảnh giác với người trái đất hóa ra họ xây dựng công viên để âm thầm huấn luyện trẻ con thành các siêu nhân đại úy đang vô cùng bấn loạn thì một ông lão cầm gậy bất ngờ bước tới ngồi bên cạnh anh công viên giải trí chính là nơi mà mọi người có thể trở thành con nít một lần nữa một nơi tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc nó là một khoảng không gian cách ly hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày nó thật sự khiến ông lão cảm giác được hồi xuân nếu ông lão đã nói vậy thì có vẻ công viên giải trí không phải xưởng huấn luyện siêu nhân. Trên con đường tiếp tục tìm kiếm, đại úy vô tình nhìn thấy hàng loạt chú gấu trúc bị nhốt trong mấy quả bóng xanh đỏ tím vàng. Quá tức giận vì lũ người trái đất độc ác, đại úy đã ra tay nộp một đống sèn vào chiếc máy bán hàng để giải cứu chúng ra. Đừng sợ nha gấu trúc, tôi đến cứu các em ngay đây. Cứ thế giờ qua giờ, anh đã thành công giúp toàn bộ số gấu trúc bên trong máy bán hàng tự động được tự do. Ủa sao nhìn đứa nào đứa nấy đều giống nhau hết vậy ta, Thôi kệ, miễn sao nhìn đáng yêu là được rồi. Sau một thời gian tiếp tục tìm kiếm nhưng không có kết quả, đại úy một lần nữa rơi vào trầm tư rồi ngồi được trên ghế đá trong công viên. Mai thay người hướng dẫn viên ở đây đã để ý đến anh, cô tiến lại gần hỏi thăm đại úy rồi dẫn anh đi xem gấu trúc. Bất ngờ thay gấu trúc ở đây không phải động vật mà là những cỗ máy có thể cưỡi lên. Chân đời còn có gì tuyệt vời hơn một điều như vậy? Đại úy sung sướng tận hưởng cảm giác đó rồi nhanh chóng quay trở về trụ sở đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao gấu trúc thật có đuôi màu trắng mà người trái đất lại làm cho nó biến thành màu đen nhờ có thể thường niên ở sở thú mỗi ngày đại úy đều đến đây để kiểm tra xem có sự khác biệt giữa mặt của mấy con gấu trúc hay không tình cờ anh phát hiện ra một con đực dựa có đôi mắt hình hạnh nhân trông có vẻ rất trang nghiêm nếu nhìn thật kỹ thì trông nó cực giống trích ơ một người đồng nghiệp của anh ở trụ sở chicha cha gợi nhớ ra bóng hình đồng nghiệp vào ngày nghỉ là vi phạm tín ngưỡng của đại úy May thay lúc này chú gấu trúc nhìn giống chích gơ lại nằm ngửa ra tạo một tư thế vô cùng đáng yêu nên anh đỡ đau đầu phần nào. Sáng hôm sau khi đến trụ sở, đại úy vô tình chạm mặt chích gơ, trong khi người đồng nghiệp đang nhăn nhó thì đại úy lại tưởng tượng đến chú gấu trúc hôm qua rồi bất chợt nở một nụ cười. Cảm giác bản thân đang bị khinh thường, chích gơ thề rằng một ngày nào đó anh ta sẽ xé xác đại úy ra thành trăm mảnh. Vào một ngày nghỉ tuyệt vời như bao ngày nghỉ khác, ngài tổng tư lệnh sau khi dọn dẹp nhà thật sạch sẽ đã tự thưởng cho mình một chiếc video về gấu trúc thật đáng yêu có lẽ nghiện gấu trúc đã dần trở thành tâm bệnh của đại úy chỉ cần nhìn nó qua màn ảnh thôi mà con tim anh đã đập rộn ràng như tiếng chống làng mùa xuân thế nhưng khi đại úy đang nhâm nhi ly cà phê sáng một thông tin được phát lên khiến anh sốc đến nỗi đánh rơi nó xuống mặt đất kể từ ngày hôm nay trở đi sở thú sẽ chính thức trả gấu trúc quay trở về thế giới tự nhiên còn điều gì đau đớn bằng còn điều gì kinh khủng bằng còn điều gì tàn nhẫn bằng trái tim đại úy từ giây phút đó chỉ còn lại một màu xám xịt và đen tối cách duy nhất để quên đi phần nào nỗi buồn là tâm sự với cấp dưới cả hai quyết định sẽ solo xem ai là nhà thiết kế vĩ đại được làm từ trái cam với cấp dưới là một quả cam bình thường còn đại úy là quả cam đã được lột sạch vỏ để chứa mỗi một chút ở trên trông rất giống hai cái tai thế nhưng thực chất sản phẩm của cấp dưới là một quả cam rỗng đã được lột sạch chỉ còn lại mỗi miếng vỏ để đánh lừa đại úy vỏ quýt dày có móng tay nhọn mày nghĩ tại sao anh là sếp của mày đại úy vừa cười vừa lấy ra con át chủ bài mình đã cất giấu từ nãy đến giờ một chú gấu trúc được làm từ hai trái cam. Quả không hổ danh là đại úy, tuy nhiên bây giờ cấp dưới mới chính thức nghiêm túc. Cuộc đại chiến của hai người ồn ào đến mức khiến bên ngoài tưởng huynh đệ tương tàn đang chém giết lẫn nhau. Sản phẩm cuối cùng sẽ quyết định xem ai mới là người chiến thắng. Quái vật trước bàn sưởi của cấp dưới, hai người trái đất ôm quả cam của tổng tư lệnh. Bùm, vì ai cũng mê mẩn sản phẩm của đối thủ nên trận này đại úy phán hòa. Trước khi tiếp tục trận chiến đang còn giang dở, cả hai say sưa thưởng thức những thành phẩm từ nãy đến giờ của mình, đúng là tuyệt phẩm nhân gian mang tên trái cam. Để cho giống với thói quen của người trái đất, Juni đề nghị anh và đại úy sẽ trao đổi quà cho nhau vào dịp lễ Giáng sinh. Điều này nghe có vẻ khá mới mẻ nên đại úy đã suy nghĩ về nó suốt từ sáng tới đêm, bất kể là ở trụ sở hay về nhà đều nghĩ tới quả. Mai thay trước đây có làm bạn với ông già Noel nên có gì liên quan đến Giáng sinh đều hỏi ổng được. Đại úy không biết nên tặng quà gì nên đã nhờ Santa tư vấn. Bí kíp của ông là hãy hình dung ra nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của người nhận trong lúc chọn quà. Cách mà họ kêu lên một cách ngạc nhiên, cách họ há hốc mồm, cách mà họ cười toe toét, đó chính là hạnh phúc đối với người tặng quà. Cuối cùng ngày Giáng sinh đã đến, Đại úy và Juni hẹn gặp nhau ở một đấu trường cách trụ sở không xa để tiếp tục trận quyết đấu còn giang dở. Mezi mốt, cái méo gì đang xảy ra thế này, cả hai người đều suy nghĩ giống nhau, họ đều tặng cho đối phương những chú panda được làm từ trái cam. Với số lượng nhiều như này thì không thể nào ăn hết nên họ đã gọi thêm cả các nhân viên ăn cùng. Trích nghe thấy rộn ràng cũng đến góp vui nhưng đen thay cam đã hết từ lâu. Quà Giáng sinh của đại úy dành cho anh ta là một viên kẹo sữa nhỏ nhỏ xinh xinh mang hình gấu trúc. Bên ngoài Trích cố tỏ ra mình không thích chứ bên trong thực chất anh đang vô cùng hạnh phúc. Trong khi đó, gia đình siêu nhân cũng nhận được những món quà Giáng sinh rất ý nghĩa từ đen, mặc dù ai cũng đã ngoài 20 nhưng đối với anh tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc như trẻ thơ. Mỗi một ngày, đại úy đều phải đấu tranh tư tưởng với hệ sinh thái nhân bản của bản thân ở trong đầu. Bạn đang thắc mắc đại úy phải đấu tranh cái gì ư? Đại úy phải đấu tranh xem sẽ giữ sinh vật nào lại khi trái đất diệt vong. Người thì muốn giữ gấu bắc cực, người thì muốn giữ gấu trúc lông đỏ, người thì muốn giữ gấu xám. Có thanh niên còn chêm vào bảo tôi muốn giữ gấu bông. Cái đệt mịa ác ô nhất là bắt đầu có ý tưởng bảo tồn các món ăn trên thế giới, nào là phở rồi bánh mì rồi bún đậu mắm tôm đại úy phải bật cả chế độ ở trụ sở lên để bắt tất cả im lặng ta quyết rồi chỉ có bé mèo được sống sót dạo gần đây tổng tư lệnh quan sát thấy có một con mèo hoang loanh quanh cửa hàng tạp hóa hốc mát anh đã lặng lẽ quan sát hoàng thượng suốt một thời gian dài để chờ thời cơ vuốt ve bộ lông mềm mượt như săn siêu của nó và cuối cùng ngày hôm nay đã đến tổng tư lệnh vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đen dụ dỗ mèo con một cách vô cùng dễ dàng anh ngỏ lời xin sỏ bí kíp và được đen tốt bụng đưa cho một thanh sô cô la dụ mèo con bằng thứ thức ăn nó yêu thích, loài người đúng là nham hiểm thật. Ăn trắng miệng một tí không hả mèo con thân yêu. Đen quay trở về nhà vào tối muộn nhưng hai cậu bé xanh lá vẫn thức để chờ anh bế vào đi ngủ. Hóa ra đen cũng biết thân phận thật của đại úy, anh đã theo dõi ngài được một thời gian nên biết được ngài hay tới hốp mát như lời báo cáo. Trong khi đó, đại úy đang sướng run người khi nhìn thấy bé mèo say mê mút thanh sô-cô-la. Nhìn đỏ ngứa ngẩn vậy chứ sức mạnh của anh không phải dạng vừa, dù vũ khí chỉ có mấy hạt đậu nhưng đòn tấn công thì vô cùng chuẩn xác đại úy đã không thể đứng vững trước hai đợt phi đậu của Z. Ủa mà sao hôm nay đại úy đeo hai cây sừng nhìn lạ quá vậy ta? À cái đậu mía, hóa ra Z ám ảnh ngài tổng tư lệnh đến nỗi cả khi mơ cũng nhìn thấy. Lần đầu tiên đại úy được trải nghiệm một trong những món ăn được ví như quốc hồn quốc túy của Nhật Bản, bánh mochi. Nó dai đến nỗi khiến anh cảm tưởng đây là một loại vũ khí sinh học mềm nào đó cải trang thành thức ăn. Đại úy ra sức kéo thật căng cho đến khi một phần bánh đứt ra, u xít, ngon vãi cức. Không chỉ có thế, các bác còn mời anh thưởng thức thêm bánh mochi với bột đậu nành rang, bánh mochi với bơ đậu đỏ, bánh mochi phủ lớp daikon, natto hoặc đậu xanh nghiền. Vào một ngày nghỉ khác, đại úy đang chuẩn bị sơi tái món kem thì một loạt thông báo công việc xuất hiện. Anh dự sẽ xử lý thật nhanh rồi thưởng thức nhưng hễ cứ xong một việc thì các việc khác lại tự động trồi lên. Lúc hoàn thành tất cả anh mới có cơ hội được chạm đến bé kem. Lúc này kem đã tan gần hết nên anh hóa thú với ý định xử lý tất cả những kẻ đã khiến đống tin nhắn đó hiện lên thế nhưng khi nhìn kỹ mới thấy chỉ có phần xung quanh hộp là tan chứ ở giữa vẫn còn chút đông cứng đại úy nếm thử một miếng và không ngờ nó lại ngon đến thế ôi trời ơi thật là một tuyệt tác nhân gian vì ăn tối quá sớm nên hễ cứ đến buổi đêm là bụng anh lại kêu lên như rầm rộ hiện tại trong nhà thứ có sức hút lớn nhất chính là ly mì gói panda mới mua ở hốp mát hôm qua ai cũng biết mì ăn liền không tốt cho sức khỏe nhưng hiện tại nó là món ngon nhất trần đời một cuộc đấu tranh tư tưởng bắt đầu diễn ra trong đầu đại úy panda đỏ cute bảo vệ quan điểm nên tránh xa mì ly gói và tiếp cận bé thạch cute trong tủ lạnh panda đen thì hoàn toàn ngược lại cậu ra sức thuyết phục đại úy hút chọn gói mì để tận hưởng sự phấn khích tột độ và cuối cùng chiến thắng đã thuộc về panda đen ôi thôi chết dở rồi ý chí kiểu này thì khi nào mới xâm chiếm được trái đất dù biết mình đang hành sự yếu đuối nhưng mì ăn liền ngon quá nên anh méo cưỡng được sau khi đá xong ly mì thì anh quyết định nằm dài trên sofa lướt ảnh gấu trúc chứ không phải đứng dậy đi tắm Tuy nhiên khi nhìn sang bé panda bông bên cạnh, đại úy cứ ngỡ nó đang đặt câu hỏi cho anh là tại sao méo đi tắm. Sợ bị chê vừa bẩn vừa bựa nên anh đã ngay lập tức đứng dậy vào phòng tắm kỳ xà bông. Sau khi tắm xong, đại úy định tiếp tục nằm lướt ảnh gấu trúc như nhìn bé panda bông anh lại tự giác quay vào đánh răng rửa mặt. Đang xấy tóc rửa thì đột nhiên tất cả thiết bị điện trong căn phòng mất hết. Nghi ngờ có kẻ đột nhập, đại úy vác luôn máy xấy tóc núp vào một góc chờ đợi chúng tấn công. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng có dấu hiệu con người nên anh đã đạp cửa phi thẳng ra ngoài đường. Lộ mặt đi tên thích khách, khôn hồn bún cua giảng hòa thì anh mày tha cho. Tuy nhiên thứ duy nhất hiển hiện trên khu phố là ánh đèn đường và một thằng cha đuôi dài tóc vuốt. Đại úy dùng đuôi gõ liên tục vào nắp cống nhưng rốt cuộc vẫn chả có ai xuất hiện. Cuối cùng nhờ search Google nên anh dai mới biết nhà bị cúp điện do quá tải thiết bị điện. Đại úy cẩn thận tắt hết mọi thiết bị không dùng đến rồi mới bắt đầu sấy tóc. Cũng may nhờ có bé gấu trúc mà anh mới chăm chỉ và có một ngày tuyệt vời đến thế này. Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, chị Hồng quyết định mua tặng sô cô la cho năm chàng trai siêu nhân trong nhà. Chỉ tiếc là chàng trai cô thầm thích thì chẳng có cơ hội được tặng. Đang lang thang trong trung tâm thương mại thì đột nhiên buôn công chúa phép thuật được làm từ sô cô la đập vào mắt. Những lời nói của đại úy ngày hôm đó một lần nữa được hồi tưởng trong ký ức của siêu nhân Hồng. Cô quyết định mua đứt cái đó xem như phần thưởng cho những năm tháng cật lực làm việc. Sau khi trở về nhà, cô đã tặng xanh một viên sô cô la nhỏ xíu và nó còn chẳng được để trong hộp. Xanh bắt đầu cảm thấy Hồng dễ thương vì lúc nào cô cũng quan tâm đến mọi người. Thế nhưng Hồng bất ngờ đi lùi lại rồi bảo, đậu hóa bà tặng vậy không biết cảm ơn lấy một câu à. Ơ cái đẹp, xem như lúc nãy Xanh chưa nói gì nha các fan. Một tháng sau, khi Valentine trắng diễn ra, bộ tứ nam tử Hán đại trưởng phu quyết định đi săn sô-cô-la ở trung tâm thương mại. Mặc dù đã trải qua hai tiếng đồng hồ đau khổ rồi nhưng Xanh vẫn chưa quyết định được mình sẽ tặng Hồng cái gì. Thực ra Xanh khó khăn vậy là vì anh biết dù có tặng quà gì thì Hồng cũng tỏ ra khó chịu. Thấy anh có vẻ cực khổ nên hai nhóc xanh lá đề nghị để mình nói tốt với Hồng giúp anh. Xanh nghe vậy liền hốt hoảng ngăn cấm hai đứa trẻ tuyệt đối không được làm thế. Và bây giờ xanh sẽ kể lại câu chuyện cuộc đời của mình cũng như lịch sử về các siêu nhân dưới góc độ reviewer. Nhà xanh có hai anh em, xanh là anh cả và bố xanh là một siêu nhân trong hiệp hội giải cứu thế giới. Cuộc sống của hai anh em vẫn rất hạnh phúc cho đến một ngày, bố xanh không còn quay trở về và đen hoàng hôn chính là người đàn ông đã kêu mang họ Dựa vào dòng máu gen di truyền của bố, Xanh đã chính thức trở thành siêu nhân Xanh bình minh kể từ thời điểm đó. Khi thế hệ trước ra đi, sức mạnh của họ sẽ để lại cho những người con, năng lượng siêu nhân cộng hưởng lẫn nhau và trở nên mạnh mẽ nếu họ ở gần nhau. Sau ngày hôm đó Hồng mới đến ngôi nhà siêu nhân, mặc dù ít tuổi hơn nhưng con bé rất ương ngạnh, cứ chê đồ siêu nhân nhìn như cục cức làm xanh phát điên. Ngày nào cũng như ngày nào, đen bận tối mắt tối mũi nên thường xuyên ngủ gật lúc nói chuyện. Sau đó không lâu cặp sơ sinh xanh lá đã được chuyển đến, mặc dù nhìn giống nhau y xì đúc nhưng một đứa là trai và một đứa là gái năng lượng từ cặp sinh đôi này vô cùng yếu ớt nên đen nhờ xanh và hồng ở cạnh chúng nhiều nhất có thể đó cũng là điều xanh mong muốn nên cậu xin phép được ở nhà thay vì đi học tuy nhiên đen lại không đồng ý phải có kiến thức trải nghiệm và kinh nghiệm thì sau này xanh mới có thể trở thành một siêu nhân bá đạo được ở trường học xanh sẽ được kết thêm nhiều người bạn tốt hòa nhập với đời sống xã hội và biết thêm nhiều thông tin bổ ích ơ vậy ý anh là cái con tóc hồng này không phải bạn em á hồng nghe vậy liền bảo tất nhiên rồi méo đời nào chị làm bạn với mày trong khi hai người cãi nhau thì đen đã say sưa ngủ gật được một giấc mỗi ngày xanh đều đến trường với tư cách là một siêu nhân anh chăm sóc cho hai bé xanh lá và lâu lâu còn được gặp lại người thân trong gia đình đêm đến đen lại cật lực đi tuần tra rồi buổi sáng lại ngủ đến tận chiều tà may là dạo gần đây kẻ địch không quá lộng hành chứ nếu chúng muốn tắc quái tắc quái thì đen cũng không tài nào một mình chống lại tất cả vài tháng sau đó một nhà khoa học đột nhiên chạy đến thông báo hai đứa trẻ song sinh đã biến mất mới có mấy tháng thì đi thế méo nào được mà bỏ trốn chắc chắn là có kẻ nào đó đột nhập từ bên ngoài bắt cóc tống tiền rồi xanh và hồng ra sức tìm kiếm bằng cách vừa đi vừa hét chắc hai thanh niên này quên trẻ con tuổi này nghe hiểu thế quái nào được đột nhiên hồng túm váy nghiến răng thốt ra câu tôi hoàn toàn ổn với việc làm bạn với ông xanh đơ đơ một lúc rồi bảo ai thèm tôi có em trai rồi nên đối với tôi bây giờ bà như em gái mưa vậy bất ngờ một luồng ánh sáng xanh hiện lên ở sau lớp khói vọng lên tiếng thì thào của hai đứa trẻ Chúng đang đi tìm cha mẹ và không thể tin được rằng hai người không có ở đây. Hóa ra cặp song sinh này hợp thể lại để biến hình, không phải năng lượng của chúng yếu mà đây mới chính là hình dạng thật của siêu nhân xanh cực quang. Xanh Dương mặc kệ mọi rủi ro nói cho hai đứa biết rằng cha mẹ của hai đứa đã chết, giờ đây anh và Hồng sẽ là gia đình mới của chúng. Có thể không làm bố mẹ nhưng Hồng chắc chắn họ sẽ trở thành anh chị em và rồi mãi mãi ở bên cạnh nhau. Dưới ánh nắng chiếu rọi vào bãi cỏ, hai đứa trẻ cười thật tươi rồi quay trở về hình dạng con người sau khi mọi chuyện xui trèo mát mái xanh cứ cười tí ta tí tởn làm hồng cảm thấy rất bực bội xanh nhớ đến cảnh hồng phì mỏ bảo chúng ta là một gia đình khiến anh vui mãi không thôi thực ra mong muốn của hồng không phải trở thành siêu nhân mà là công chúa phép thuật tuy nhiên giờ nói chuyện này với xanh thì anh ta cười cho thúi bụng nên thôi đành bỏ qua quá trình tìm kiếm đỏ diễn ra vô cùng khó khăn khi anh ta cứ liên tục đi lạc và rồi một ngày nọ đen đã xách cổ được đỏ trở về vì anh là tuần tra viên xuất sắc nhất thế giới Hễ có việc cần nhờ vả là Hồng và cặp đôi xanh lá đều gọi xanh là anh cả. Đỏ nghe thấy vậy cứ tưởng bốn người là anh em ruột như sự thật thì không phải. Nhập ra tùy tục, đỏ rất phải phép nên ba phần kính nể bảy phần tôn trọng gọi xanh là anh cả luôn. Vào cái đêm đại chiến năm đó, cả bốn siêu nhân xanh đỏ hồng lục đều đã chết hết và chỉ còn mỗi đen may mắn sống sót. Anh được giao cho nhiệm vụ mang những đứa trẻ thừa hưởng sức mạnh từ các tiền nhân đến rồi dạy dỗ và chăm sóc chúng. Công việc này chả phù hợp với anh tí nào nhưng vì nghĩa vụ anh chắc chắn sẽ làm được hẳn là các fan vẫn còn nhớ cô bé tóc hồng chỉ xuất hiện vào mỗi dịp hoa anh đào nở này. Ở cách đó không xa có một cậu nhóc vẫn luôn dõi theo hình bóng của cô bé mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu bé lại không có bất cứ cách nào để tiếp cận cô bé tóc hồng. Trong lúc đang bế tắc thì ngài tổng tư lệnh đột nhiên xuất hiện, anh tiến lại gần nói chuyện rồi đưa cho cô bé hoa anh đào một miếng cơm nắm hình tam giác. Cậu nhóc thấy vậy liền ném cành cây vào đầu đại úy rồi gọi anh lại nói chuyện. Bình thường đại úy sẽ cùi trỏ rồi lên gối cơ mà chưa kịp làm gì thì cậu nhóc đã đưa cho anh một miếng đất sét hình tam giác. Cậu muốn nhờ đại úy đưa cho cô bé hoa anh đào xem như quà lần đầu gặp mặt. Anh miêu tả lại khuôn mặt bối rối nhiều phần thích thú của cô làm cậu nhóc vui cười khoái chí. Kể từ đó trở đi, cậu nhóc ngày đêm tập trung nặn đất sét hình tam giác mà không hề biết thứ cô bé thích thật sự là cơm nắm. Mặc dù chẳng ưa nổi cái tính bố láo của thằng nhóc này nhưng đại úy vẫn quyết định sẽ đại xá từ bi giúp nó một phen anh đưa cho cậu nhóc một cái cốc một phương thức của người trái đất giúp cậu giao tiếp với cô bé hoa anh đào moshi moshi có ai ở đầu dây bên đó không ạ và thế là cặp đôi không thể gặp mặt đã lần đầu tiên được nghe thấy giọng nhau sáng hôm sau đại úy quay lại công viên anh đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy gốc cây nơi cậu bé hay đứng đã không còn ở đây nữa hóa ra linh hồn cậu bé chính là cái cây đối diện cô bé hoa anh đào con người đã mang cậu ấy đi nên cô bé không thể nghe thấy lời hồi đáp dù có nói một trăm lần moshi moshi vậy là tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn thôi dù năm sau cô bé có nở hoa thì cũng chưa chắc được gặp lại cậu nhóc không lâu sau đó cậu bé được quay trở lại công viên với một thân phận hoàn toàn mới chiếc ghế ngồi nghỉ của mọi người đại úy nhận ra cậu nhóc nên đã lại gần bắt chuyện cậu bé ước gì mình có thể được chuyển tới đây sớm hơn một chút nhờ biến thành chiếc ghế mà cậu được chuyển lại gần cô bé hoa anh đào bây giờ chỉ cần đợi đến mùa nở hoa anh đào năm sau là hai người có thể vừa nhìn nhau vừa nói chuyện được rồi vào một ngày mưa nọ khi đại úy đang trở về nhà thì vô tình nghe thấy tiếng mèo kêu cứ ngỡ là mèo bị bỏ rơi ai ngờ lại là một con mèo máy đã thế nó còn kêu lên một tiếng con người rồi lịm hẳn đi ban đầu đại úy định rời đi nhưng cuối cùng vẫn quay lại để ô che mưa cho nó mặc dù linh tính đang mách bảo anh con mèo robot này rất nguy hiểm nhưng đại úy không thể thấy chết không cứu nhất là một cá thể có ngoại hình của một chú mèo cute phô mai que sáng hôm sau đại úy quay lại để xem xét tình hình và quả nhiên bé mèo robot vẫn còn nguyên si ở đó ngươi đang làm gì ở đây vậy hoàng thượng trong bố mày có giống đang làm gì không thẳng tóc che mắt mèo hỏi đại úy về chiếc ô nhưng anh bảo cứ cầm đi vì mai trời sẽ tiếp tục mưa to gió lớn thực ra mèo robot có tên là c 018 một thí nghiệm được người ngoài hành tinh chế tạo để làm vũ khí tấn công con người thế nhưng vì vô hại nên tổ chức đó đã quyết định hủy thí nghiệm và kích mèo con ra bãi rác kể từ lúc đó trở đi mèo con luôn đau đáu nghĩ cách giết người để chứng minh rằng bản thân không vô dụng tuy nhiên không có năng lượng mèo con sẽ chẳng thể nào di chuyển nó đang chờ đợi cái chết thì đột nhiên cơ thể bỗng khỏe khoắn như mới tiêm dopamine hóa ra đại úy đã mang cục sạc dự phòng đến để bổ sung năng lượng cho mèo con đây là thời cơ ngàn năm có một để mèo ta thể hiện cho tổ chức thấy giá trị thực sự của mình mèo ra sức cắn vào tay tổng tư lệnh nhưng sức công phá chả có mấy nên không thể làm tổn hại dù chỉ là một sợi lông của anh bất lực bây giờ mèo con mới thật sự chấp nhận rằng mình là đồ kém cỏi bất tài vô dụng Sáng hôm sau, đại úy cứ ngỡ nó cắn mình vì đói nên đã mang đồ ăn yêu thích của lũ mèo trái đất đến. Mèo con lập tức thuyết giảng cho anh biết C018 thì ăn thế quái nào được, và lại cắn là để gây sát thương chứ ngon lành gì cái thịt người. Mặc dù miệng hơi hỗn nhưng mèo robot vẫn là kẻ biết điều, để cảm ơn đại úy vì đã giúp mình sạc pin, nó thoải mái để anh xoa đầu vuốt lông mà không hề phản ứng. Được sợ thì cũng sướng cơ mà mèo máy thân mình trơn chu chứ chẳng được mềm mại như mèo trái đất nhớ lại thì cách đây không lâu juni có bảo cậu phát hiện ra sự xâm lăng trái đất của một tổ chức ở hành tinh khác có vẻ như chúng dùng vũ khí công nghệ cao để tấn công con người nên nếu anh thấy bất cứ thứ gì khả nghi thì cứ mang nó đến đây theo như lời juni nói thì chắc chắn mèo robot là thứ khả nghi mà cậu cấp dưới đang tìm kiếm tuy nhiên nó lại chẳng nguy hiểm như lời đồn mọi thứ toát ra từ mèo robot là sự vô hại và cư xử y hệt như một thú cưng đúng lúc này mèo robot đã sạc đầy pin nên lập tức thò hai tay ra sau lưng để rút ra Tay ngắn mà cứ bày đặt cơ để anh mày giúp cho ai 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 anh làm cái gì tôi sờ mó gì tôi bé mèo phản ứng như thế vì bản thân sinh ra đã thuộc trường phái độc lập tự do hạnh phúc cái gì làm được thì phải tự làm còn không làm được thì nhờ đang định bực bội bước cát quắc đi luôn nhưng chợt nhận ra thiếu sạc pin mình không sống được mèo robot quay lại nằm xuống bên cạnh đại úy rồi giả vờ liếc mắt sang oi oi không định vuốt người tôi thật đấy à trong nó có vẻ không nguy hiểm tí nào nhưng nhiệm vụ mà quê hương đã đề ra thì đại úy buộc phải tuân theo. Mãi cho đến lúc nhìn thấy trụ sở, bé mèo mới biết đại úy không phải người trái đất. Anh cũng xin lỗi vì đã lừa mèo suốt thời gian qua nhưng anh không còn cách nào khác. Cảm giác tội lỗi cứ thế đè nặng lên trái tim anh khi nhìn bé mèo bị đem vào phòng thí nghiệm mổ xẻ. Trong lúc chờ đợi Juni khám xét xong, đại úy đã không chịu được mà bấm gọi liên tục, trái tim anh càng đau hơn nữa khi nhìn cơ thể nó bị phân rời. Thôi thì sự hy sinh của bé mèo là sự đánh đổi cần thiết cho lợi ích của quê hương, anh đành phải cắn răng chịu đựng bước sang mang xác mèo về. Thế nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là khung cảnh bé mèo khỏe mạnh đang dãy ruộng điên loạn trong tay Juni. Hóa ra cấp dưới không hề phá hủy nó mà chỉ tháo rời cơ thể để vệ sinh thật sạch sẽ và phân tích dữ liệu. Ơ cái địch, sao mày không nói sớm làm anh lo rớt cả bộ ấm chén. Bé mèo không có gì nguy hiểm nên chắc chắn hiệp hội sẽ đồng ý giữ lại bây giờ có thể để nó ở trụ sở chính để trông chừng hoặc đưa về nhà của đại úy nếu anh cảm thấy thích. Bé mèo và ngài tổng tư lệnh liếc nhìn nhau rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Gấu trúc đã đi xa nên bây giờ loài động vật duy nhất có thể làm đại úy vui là C018. Cái tên C018 nghe có vẻ khá dài nên Juni định đặt cho nó một cái tên khác. Nhưng nghĩ lại thì đặt tên là một cái gì đó thiêng liêng nên nếu tự ý tước đi quyền đó của đại úy thì ổng sẽ chảm Juni mất. C-018 sợ rằng bản thân và đại úy sống sẽ không hợp nhau nên đã đề nghị Juni tháo mình ra rồi để vào kho. Thấy cu em mèo máy có vẻ lúng túng, Juni đã giải thích rằng chính đại úy là người bảo kê cho C-018, không ai được phép làm vậy nếu không được sự cho phép của anh. Đúng lúc này, đại úy xuất hiện với ánh mắt sát nhân làm chú mèo máy sợ té đái. Nghe bảo có chuyện đại sự nên Juni cứ tưởng anh muốn tiêu hủy C-018m, ai rẻ đại úy chỉ muốn hỏi ý kiến chú mèo về chuyện giường chiếu chuyện này khá nhạy cảm nên hỏi trực tiếp vẫn tốt hơn tự quyết định thấy bé mèo thuộc kiểu cái nào cũng được nên anh đã chọn chiếc giường hình gấu trúc à thì ra tôi cũng chỉ là kẻ thay thế của anh chứ gì chú mèo máy tỏ ra khá bức xúc nhưng đại úy chỉ hỏi đúng một câu duy nhất thế có thích không à thì cũng tạm tạm mặc dù đã đến mùa hoa anh đào nở nhưng cô bé vẫn chưa xuất hiện cậu bé đã cố bình tĩnh nhưng đại úy cứ động viên làm nước mắt không ngừng tuôn rơi anh đưa cho cậu hộp bento với lời hứa năm sau chắc chắn sẽ làm đủ cho cả hai cậu bé không ngừng chờ đợi sự xuất hiện của người tình định mệnh, dù có là 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm thì cậu vẫn sẽ ở đây ngắm nhìn sự nở rộ của hoa anh đào. Ngày qua ngày, số nụ hoa càng ngày càng nhiều nhưng cô bé hoa anh đào vẫn chưa xuất hiện. Ngày nào cũng như ngày nào, đại úy đều đến chỗ cậu bé để hỏi thăm rồi gửi tặng bữa trưa. Lần này là bento cho cả hai và anh mong cô bé hoa anh đào sẽ sớm xuất hiện. Trong thời gian này cậu nhóc đã phải cố gắng tập luyện cách thổ lộ tình cảm như đại úy hướng dẫn. Dù ngại đến đỏ cả mặt nhưng cậu nhóc không muốn mình phải tiếc nuối. Không biết sau lần này gặp này đến lúc nào mới có thể gặp lại nên cậu nhóc sẽ nói yêu cô như lần cuối cùng được yêu. Đang tập luyện thì đột nhiên cô bé hoa anh đào xuất hiện từ phía sau gốc cây. Giờ thì có cái méo gì nữa đâu mà phải ngại. Sáng hôm sau, đại úy đến công viên ngắm hoa anh đào nhưng chủ yếu là đến xem tình hình của hai đứa nhóc tỷ. Điều kỳ lạ là hai đứa nhóc này lại ngồi ở hai bên tay của đại úy, cậu nhóc ngại đến nỗi phải nhờ anh làm thiết bị liên lạc. Nội dung cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu nhóc muốn khen cành hoa của cô bé đẹp vãi cả nho cô bé thấy thế cũng học theo thì thà thì thầm khen màu của cậu bé rồi thế méo nào cả hai khen qua khen lại buộc đại úy phải hóa thân thành thiết bị liên lạc rồi mắc mớ gì phải mất công xích lại gần nhau vậy hai nhóc sau một thời gian có cơ hội được đại úy giúp bộc lộ tâm tư tình cảm cậu bé đã đủ can đảm nói lên ba chữ mình yêu cậu câu chuyện tình yêu của cặp tình nhân trẻ tuổi đến đây là kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ân oán siêu kinh điển giữa siêu nhân đỏ và đại úy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hãy cứ đi chơi vào ngày nghỉ là lại gặp mặt siêu nhân đỏ đại úy đã phải liên tục che giấu sự hiện diện của mình để tránh xung đột diễn ra vì đỏ lạc đường nên đi đâu anh cũng thấy sự kỳ lạ này đã khiến đại úy nghi ngờ rằng z có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của anh đã thế lần sau đến ngày làm việc anh đây sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh đang mải suy nghĩ thì đột nhiên đỏ xuất hiện trước mắt đã không tránh được thì đại úy sẽ đối đầu trực tiếp với hắn ân oán từ trước đến nay anh đây sẽ trả đủ Thế nhưng Đỏ chỉ gặp anh để gửi quà cảm ơn vì cây dù lúc trước và những lần hướng dẫn trong khi Đỏ đi lạc. Đỏ không biết thân phận thật sự của đại úy là ngài tổng tư lệnh, vậy nên cậu vẫn cho rằng anh là một người tốt dù ở trong tổ chức ác quỷ. Phần quà mà Đỏ tặng cho anh là bánh sô cô la panda, loại bánh số rách ngon nhất trên thế giới. Khi quay trở về nhà, Đỏ đã bị Hồng bắt lại để thực hiện một kế hoạch siêu kinh điển. Thật trùng hợp là cặp song sinh và xanh nằm ngủ cùng một tư thế y hệt nhau, vậy nên cô muốn Đỏ cũng vào nằm cùng để mình chụp lại gửi cho đen. Vốn là một người tình cảm nên cô chắc chắn anh sẽ cực kỳ thích điều này. Không nằm ngoài dự đoán của cô, đen đã lập tức thay tấm ảnh đó làm màn hình chính. Dưới sự chỉ dẫn của đại úy, hàng trăm quân tinh nhuệ của tổ chức đã có trận chiến sinh tử với năm anh em siêu nhân. Bây giờ thì đỏ đã biết gã tốt tính mình gặp chính là thủ lĩnh đội quân ác quỷ, đại úy và đỏ lao vào sống mái với nhau và sau đó là sự hỗ trợ đến từ đen. Mai thay trích gờ cũng là một quái vật sừng sỏ nên sức mạnh của hai bên đã nhanh chóng được cân bằng trích gơ nã đạn về phía đen nhưng cặp đôi song sinh đã kịp thời bọc lót thân là nắm đấm thép nên một mình hồng cân năm sáu chục thằng là chuyện bình thường trong khi đó nhà khoa học juni đang đảm nhận nhiệm vụ thu thập thêm dữ liệu về sức mạnh của siêu nhân và xạ thủ xanh dặn chưa từ nãy đến giờ đã chờ đợi thời cơ để kết liễu juni tuy nhiên juni sức mạnh có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên cậu dùng đám tay sai làm lá chắn và thế là thành công sống sót trận chiến càng ngày càng đi vào hồi gây cấn nhưng đáng tiếc là tác giả chỉ cho chúng ta xem đến đấy thôi sau cùng đại úy vẫn về nhà đánh một giấc ngon lành rồi sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh C018m. Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến và cách comment và đừng quên bấm theo dõi chiếu phim anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.